chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Trời ơi, cái gì đâu mà ghê dữ vậy này, ghê sợ gần, ghê sợ luôn, em thấy gì không? Trời ơi, quá trời ghê luôn. Ui. Ủa, mà sao tụi mình phải là nó toilet vậy? Ủa, cái gì mà toilet? Trời ơi, em thấy không? Hai ông này tự nhiên đứng trong toilet chị, nói cái gì thì thà thì tầm. Trời ơi, rình mà rình nó đâu, rình trong toilet kìa, em thấy không? Để xem coi, từ im lặng. Để xem hai người làm gì. Trời ơi, mày đừng có nói với ai biết hay chưa, đây chỉ là bí mật của tụi mình đó đó. Bí mật đó. Ừ, mình biết mà, mình biết mà. Trời trời, trong cái toilet có cái gì bí mật hay dữ, ta là từ vô bắt quả tang Sim ơi, này chắc dấu vàng trong rồi. Trời ơi, đứng lại hai người kia. Ai, không được chụp nhắc mông. Đứng em. Trời ơi. Ôi, cái gì? Trời ơi, vô nhà tôi ha. Vô nhà tôi bằng cửa nè, không biết, nhưng mà vô trong toilet nói thì tà thì tầm. À, cái gì đây? Dấu vàng, dấu bạc, dấu kim cương đúng không? Trong toilet đúng không? Cái gì đây? Hả? Ê. Trời có dấu gì đâu, trời ơi, tụi tôi đang hút bồn cầu. Hút bồn cầu? Hút bồn cầu gì vậy mà vô? Bị kẹt. Cái gì mà hút? Nó bị kẹt. Ủa, cái gì mà hút bồn cầu, cả hai người vô hút bồn cầu. Quá tự nhiên nghe hôm nay tốt vậy, đừng hút bồn cầu nhà tôi. Hút bồn cầu nhà ai, sao không hút, hút nhà chị như vậy? Trời ơi. Trời ơi, Phong ơi, giờ sao giờ Phong, mọi người biết rồi, mọi người hát hẹn rồi. Giờ sao, bây giờ hai người mà hai người khai đi, giờ không khai là tôi đứng đây cả chiều cho hai người đứng đây luôn á, sao? Mấy người lỡ phát hiện người giờ nói luôn nè. Thật ra ở bên trong cái bồn cầu này là có cái hầm bí mật của cây không? Hả? Không có ai. Hầm bí mật? Bị câu má nhỏ như con kiến vậy, sao có hầm bí mật? Trời ơi, cái toilet nó bé xíu xíu mà làm sao mà có được? Vậy Tim thấy không? Bởi vì người ta luôn thắc mắc rằng là trong cái toilet thì làm sao có được cái hầm bí mật, nên là cái Phong mới quyết định đặt hầm bí mật ở đây á. Trời ơi, trời, mà đặt đâu, đặt trong nhà tôi vậy, khổ ghê luôn. Ủa, từ. À, bây giờ mưa mình bự như này mà chui trong toilet bé xíu thì chui được á? À? Sao làm được? Ôi. Nè, coi tôi nè. Đâu? Ông làm gì? Ai cha. Ôi! Quá bồn bồn. Cái gì vậy? Cái gì Phong chui toilet nha mọi người? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Bất ngờ liền. Bất ngờ liền. Ủa mà sao? Mà sao tiêu nhỏ vậy? Để có thể đi vào bên trong cái toilet của chúng ta cần phải có một cái cục tử thu nhỏ đây. Giờ ôi, cho tôi, cho tôi. Xa mọi người nè. Đây. Đó, cho mọi người cái nè. Ủa, hay cái màu đen này nè. Đây. Cái màu đen này chính là cái cục để chúng ta thu phục lại nha. Đó, mọi người nhớ giữ nha. Trời ơi, trời, từ từ. Đứng lên đây xong mình teo nhỏ từ từ để thử nha. 2 3 teo nhỏ nè. Teo nhỏ nè. Ôi, xin ơi đi, đứng lên xin. Ôi, chị đứng trên cái toilet nè. Hay vậy? Làm sao ngồi chút xíu hả? Hai cha. Sao rớt xuống rồi? Rồi cay vậy, xuống đi cay. Toilet nè, trời ơi. Hello. Rồi nhảy lên. Đi xuống ơi. Đi xuống. Ôi da, trời ơi, tôi nhảy xuống toilet rồi các bạn ơi. Cái gì vậy? Trời ơi. Ôi da, ôi trời ơi, cái gì vậy trời? Lần đầu tiên tôi xuống cái toilet nhà tôi rồi, tôi coi. Ủa, toilet nhà tôi đấy hả? Wow. Ủa mày đâu rồi, Phong ơi? Ủa Phong rồi. Ủa mày làm gì? Làm gì Phong? Đây trời. Ông làm gì vậy? Không, tôi đang tập làm người rừng hả? Leo lên lại ở dưới đây, tôi thấy có mấy con gì bên kia. Đâu? Mình, con gì vậy trời ơi? Trời ơi. Quái vật gì vậy? Rồi đó rồi bạn ơi, đúng rồi. Tôi quên, dưới toilet thì phải có con này chứ đúng không? Trời ơi mọi người, tiêu gì vậy đi? Ủa sao tự nhiên cái hộp bí mật của Kai kỳ vậy? Trời ơi, thú rình à. Ôi. Trời ơi, vậy là cái hộp bí mật này của Kai Phong bị cái tội vi khuẩn này nó xâm chiếm rồi. Trời ơi, được quá. Trời ơi. Còn biết cười nữa kìa, nó còn cười quá. Sikula biết cười thấy ghê quá, tiêu diệt cho hết đi mọi người. Ở trong này Sikula gì quá. Ủa đẹp hả? Ai đẹp? Trời ơi, trời ơi, yên tâm, cha sẽ không để nó đụng Phong ơi, mấy con Sikula đánh tôi nè, Phong ơi, giúp tôi với. Trời ơi, ai già, trời ơi, mấy con này. Vũ khí. Trời ơi, trời. Hồi nãy nó tấn công tôi chết rồi đó ông nội. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, đánh nó đi, trời ơi, mấy con này thôi rồi. Đã tránh ra. Rồi, bắn nó đi, lấy súng bắn con Sikula. Khoan, đó của mấy người giấu dưới gì dưới chỗ này. Dưới này có cái gì trong mà trời ơi, phải hy sinh xuống tận đây gặp Sikula luôn vậy. Trời ơi, ghê quá. Thôi, đi tiếp theo đi mấy bạn ơi. Trời ơi, tôi không thích cái hầm này tới trơn rồi. Ghê quá. Không đi về hả? Thôi, ai đi về chắc chắn là hai người đang giấu gì bí mật Sim đúng không Sim? Chẳng đúng không? Đúng không? Chẳng hai người giấu kẹo rồi đúng không? Chị em định đi tiếp kìa, lỡ chị em biết được bí mật của tụi mình là sao?
đến nước này phải chấp nhận thôi Kai ơi. Chưa, mấy bạn biết bí mật của Phong cùng với Kai đang dưới cái toilet này là gì? Đừng quên có một video Sam ấy, còn Sam với Sim là không bỏ cuộc nha. Đó bạn nào thấy Sam Sim đầu đừng quên nhấn like nha. Rồi tiếp theo thì tôi quay trong ngày hôm nay có gì đây con, trong cái toilet. Ủa, có gì đây? Trong toilet có gì đây? Trời ơi trời, trong toilet mà cũng xây bắt cua nữa hả? Chị hai cái người này quái gì vậy vậy? Trời ơi trời. Thì phòng cái trường hợp á là ví dụ như ai mà phát hiện ra được cái hầm bí mật của Kai với Phong á thì trời ơi sao em quen một cái núi luôn mọi người, trời ơi cái toilet trời ơi khủng đây luôn rồi. Phòng Camu nữa, mấy người lục ê Sim ơi, ủa từ từ mọi người, sao tôi đạp với cái tấm hồng nó dịch chuyển là vậy, đầu dưới có bẫy nữa hả? Mệt ghê. Tại vì ở đây là không được đạp vô màu hồng. Mệt ghê luôn à, tôi khổ quá trời đất luôn á. Cái đó giờ Sim ra biết nè. Nhìn á mọi người thấy á cái nhà tù, á lộn mấy nhà tù, cái hầm bí mật này á nhìn nó hòa mình với thiên nhiên đúng không? Nhưng mà đặc biệt nó được trang bị những cái vũ khí, những cái bẫy siêu tân tối siêu tân tiếp. Trời ơi thôi, tiếp tiếp đi. Trời ơi trời. Lên đây Sim ơi, lên đây TP chị không sao. Được, mình TP được mà Sim. Lên. Ủa còn trên đây ba cái bà đại. Thôi Sim ơi, cố lên Sim ơi, cố lên. Trời ơi mấy người ác ghê, gặp tôi yếu quá đuối nè mà mấy người không giúp đỡ. Cái hộ tống Sim luôn nè. Đó trời ơi, thì giờ giúp vô luôn á. Rồi qua đây Sim. Đó, trời ơi, tôi nói thật luôn, cái cặp đôi bắt cua gì mà gà với sờ gà luôn á trời. Tôi không tin được luôn Phong ơi. Lên lại được cũ đi Sim, đúng rồi lên lại được cũ. Lên là cố lên. Rồi mình qua được cái toilet rồi mọi người. Wow. Cái hầm gì đâu, cái toilet gì đâu mà nhìn xịn xòn bao cười quá bạn ơi. Trời quá dữ sợ. Đừng giấu cái gì trong đây hả? Cái toilet có gì đặc biệt không? Trời ơi ác chưa? Thì người ác không? Toilet mà gắn gai trong nè, khổ quá, làm như tôi là bắt nhà tù toilet hay gì ghê quá. Ui, tôi lên kìa. Sam thấy cái ống này không? Đó. Nó chọt đau quá. Sếp ơi, qua cẩn thận, chọt mấy lỗ ghê lắm. Đâu. Đây. Rồi, qua đây. Rồi, qua đây. Rồi. Trời ơi, tôi bắt cua qua tận đây rồi. Ông Phong cận TV kìa, qua ông không cần kìa. Trời ơi, mấy bạn thấy không? Để ta xuống, để ta xíu đi, cố gắng đây. Cái bẫy của ông mà sao ông không có bắt cua bờ rồ cho tôi vậy? Để trong cái đó tôi bờ rồ vậy? Tôi xây cái bẫy, tôi xây khó quá. Cái gì đây? Cái gì đây? Tự nhiên cái hầm bí mật trong này. Ủa, hầm bí mật à, toilet bí mật, có toilet bí mật trong này nữa. Ủa gì vậy? Để xem coi. Cái con gì nữa? Cái con gì vậy? Cái con này. Ủa sao con này nó xuất hiện ở đây vậy? Ê, nó kêu rồi. Ôi trời ơi, ghê quá. Cái toilet gì đâu mà hết yêu quái rồi, đến cục sô-cô-la rồi, trời ơi. Cái gì vậy? Cẩn thận. Đuổi theo sao? Kệ nó, mình chạy. Đúng rồi, từ từ mình xem coi có gì không. Nó rồi. Cái gì đây? Sao cứ cho tôi thử bắt rồi vậy Phong ơi, hết cái kia rồi, cái này bắt cua gì đây? Từ từ cẩn thận nha mọi người. Ui, bắt cua lava kìa. Bà có muốn tìm trời ơi, ông vừa nói xong luôn á Phong, ông vừa nói xong hai mình bay mẫu Phong. Trời ơi, đợi tôi với. Ôi, hai người kia kêu tôi với. Dạ, tới rồi, đó. Thôi nó không. Ui. Bây giờ là để đây. Cho tôi thể hiện cho mọi người coi. Mọi người biết gì, tôi á với lại Phong Cận á là người làm cái hầm này mà. Rồi ra Phong, thị thiệt liền. Coi cây muốn lần nữa nha. Rồi. Nghiền nha. Đây là cái gì? Một. Nó lên. Ôi ghê vậy.
Trời ơi, giữa hẹn coi Phong nè. Rồi. Hơi. Rồi, Phong ghê quá. Phong. Quái đỉnh. Ôi. Ủa? Sao ai thể hiện trong này cũng chết hết trơn vậy mấy bạn? Đôi lúc chúng ta nó có những cái sai sót á, mà kiểu mình không có lường tới được, nên là không có gì. Mấy người nãy giờ gì đâu nha. Nhanh nhanh lên à. Trời ơi, tụi tôi là chị em nhẹ nhàng dễ thương đáng yêu rồi đó. Từ bình tĩnh xíu rồi. Ui, ây da, trời ơi, nó đau thật. Ông qua Phong mới qua không? Thôi ông cần ông ơi, tôi là phụ nữ nhưng mà tôi rất là mạnh mẽ, hiểu không? Rất là mạnh mẽ rồi, ông xin qua xin. Ui, đau hả? Okay. Rồi. Ok. Trời ơi trời. Chắc là có một cái lỗi gì đó khi mà mình xây khay khay cái bẫy này. Rồi. Ui, đó. Thì giờ thấy chưa? Rồi bắt qua nè, bắt qua. Chuyên nghiệp. À, hay quá. Rồi, cay qua đây cay. Cay đây cay. Ôi, ghê ghê rồi. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ nhảy qua. Ok. Sao cay cái thù ấy chỗ này vậy? Cô lấy xem. Mèo xem ơi. Cay hả? Trời ơi. Thầy ông nội này bật kìa. Yeah. Thấy chưa? Xây cái toilet gì? À quên, xây cái gì ta? Cái hầm bí mật trong toilet gì khó vậy? Bây giờ khó quá. Hiểu không? Để xem coi. Ủa gì đây? Ủa giặt sắp xanh. Giặt sắp xanh đó bạn ơi. Quái. Tôi quay, trong này quay. Tại sao trong này, trong toilet lại có cái nơi để quẩy gì mọi người? Vậy giờ anh em nói là hàm bí mật mà. Rồi ok, quẩy bạn ơi. Thích quá, nhạc sụp sinh luôn á. Cái này luôn hả? Tôi lát rồi, tụi ơi, đầy đủ đồ chơi luôn các bạn. Đó, đây là đây, máy chơi game nè, đó, pizza nè, rồi đây gì đây, đồ ăn nè. Trời ơi, vui các bạn, rồi đứng đây mình quẩy, tụi mình quẩy một điều các bạn ơi, quẩy, vô. Xin mời, không thể nào để hai người này làm lắng quên mệt. Đâu. Đừng có xạo. Đừng có xạo. Đây, giấu cái gì? Nhanh lên để xem quay. Tiếp theo. Ủa gì đây? Ui. Ủa này chỗ nào vậy? Wow, nhìn đẹp vậy. Hả? Ui. Xin chào mọi người. Xem quay. Cái chỗ này là cái chỗ mà để tụi tôi trưng bày tranh ảnh cho mọi người. Ủa, đặt phim nữa. Ôi hay vậy. Ủa từ xong toilet sao ông không đi xem phim ngoài đời mà ông phải vô trong toilet ông xây một cái rạp phim xong rồi ông đi vô đây. Ủa gì cây vậy? Nó ghiền tư, đây nó ghiền tư sao không? Xem rạp phim toilet nói chung là cũng độc lạ bạn cũng được rồi. Mọi người vô phim xem. Phim nữa coi. Hay, phim liền. Ây à. Ủa gì vậy? Ê, tự nhiên đau bụng quá, mọi người có phim đi nha, cay đi ra ngoài đi vệ sinh đó. Bây giờ ông đang ở trong toilet mà ông đau bụng thì ông đi đâu giờ? Đúng rồi, đang trong toilet mà, ông đi đâu? Cây đâu cây? Cây đâu cây? Đi bộ cũng được. Đi bộ quá. Đâu đi đâu bụng là đi cái gì? Trời ơi trời, cây ơi, đi toilet nè, cứ đi toilet chỗ nào cũng được hết trơn. Ôi mấy bạn hay ha, tụi mình đang ở trong toilet. Mà bây giờ mình có thể nói là mình đang đi toilet nữa các bạn. Bây giờ mình đi đâu ta? Có bạn nào biết là tụi mình cay đâu nên nói câu gì cho hợp lý không? Đừng quên cơ mà biết sao biết cái chứ sao nghĩ đang ở trong toilet mà đi toilet là đi cái gì ta? Khó hiểu quá ta. Rồi Phong ơi, tới bật phim Phong ơi, tôi muốn xem phim. Phong ơi là Phong bật phim. Rồi để tôi bật cho bà coi bộ phim rất là hay. Bây giờ 5 phút nữa phim chiếu nè. 3 2 1 Phi vậy? Mời bạn đến đây. Cô con quái vật cô đơn. Tôi là con quái vật cô đơn. Tôi rất buồn và bộ rất ghét. Phim này kể về một Doraemon có ba cái đầu và có màu đỏ. Doraemon cái gì ghê vậy? Đây này. Ủa, tôi nói ông kêu Doraemon mà sao quái vật mà nó biết nói chuyện nó vậy? Cái gì quái vật vậy? Tôi là quái vật cô đơn. Tôi có thể hiểu tiếng bạn nói. Tôi có thể biến to. Tôi có thể biến nhỏ. Thật ra đây chỉ là kỹ xảo 3D thôi, còn bây giờ tôi đứng lại đây. Wow. Hay quá. Phim 3D. Trời ơi trời. Đây, tôi đang ở giữa màn hình đây này, các bạn có thấy không? Bây giờ tôi mới lại quay trở lại đây. Wow, trời ơi, sao ảo thuật dây chàng không vậy? Phim 3D, à trời ơi, trong toilet có phim 3D á bạn ơi. Thường thường mình ngoài đời coi phim 2D, mà trong toilet mình coi phim 3D. Thích quá bạn, trời ơi trời. Ủa gì vậy? Ủa, phim đang diễn đúng không? Phim này nó đi vậy? Có một cái cô gái màu xanh
một cô gái tóc xám mặc áo đen. Ủa phim thì sao biết được vậy? Chàng tóc xanh áo đen. Ủa sao phim biết tụi mình là mình mặc cái gì vậy? Ủa đây là phim đúng không Phong? Hay gì vậy? Chứ là này là phim 3D nó kết hợp thêm cái là nói chuyện trò chuyện với người xem. Ok vui quá ta, vui quá ta. Tôi có thể làm phim 3D và tôi có thể làm phim thực tế luôn. Bạn muốn xem phim thực tế chứ? Ủa thực tế hả? Nghe thích nha. Thực tế là sao vậy? Phim thực tế là bạn có thể thấy tôi được ở ngoài đời như thật luôn. Để tôi làm cho bạn coi nha. Kỹ thuật phim 3D này có thực tế không? Sao nhìn nó giống quái vật vậy mọi người? Ui mọi người xem nè, tôi đang sâu đó, tôi nhìn đằng sâu được luôn. Wow. Ôi, ủa Phong ơi, phim 3D đỉnh quá. Nó giống quái vật vậy. Tôi có thể bay lại đây. Ôi ghê vậy. Ôm nhau cái được không? Được chứ, chúng ta cùng nhau ôm nhau nào. Ôm nhau nào. Ôm nhau nào. Quái vật các bạn ơi. Cứu tôi. Cứu tôi ơi. Cái gì vậy? Chạy đi đâu hả? Những con người kia chạy. Ôi, đây là quái vật Phong ơi, trời ơi, phim cái gì? Đánh nó đi. Ôi, nó kìa. Ôi, nghĩ là cái người này tiêu diệt được ta sao? Này, đánh mày nè, mày nè. Ôi, nó bắn qua mặt mình, quánh được nó luôn á. Từ từ. Đánh được. Ủa sao vậy? Cô gái tóc xanh, mà lộ cô gái tóc xám là tên là Sammy hả? Vậy thì ta sẽ đánh ngươi, cái tên tóc xanh Bình Dương. Ôi Phong ơi, trời. Ta Bình Dương hả? Vậy thì ngươi đánh sao đây? Ui, cây giấy, trời ơi, Phong ơi, nó bắt bay kìa. Trời ơi, sao quýnh nó được, Phong ơi. Ngươi nghĩ rằng là cái ngươi có thể tiêu diệt được ta sao? Hồi nãy giờ ta thấy là mấy ngươi cũng làm cho ta bực rồi đó. Nếu mà đã như vậy rồi thì bây giờ ta sẽ sử dụng tới tuyệt chiêu. Gì hả? Tần tuyệt chiêu súng lửa. Cho tất cả các người sẽ phải gọi là hy sinh ở đây. Phong ơi, tôi muốn về nhà. Phong ơi, bây giờ tôi muốn về nhà. Đây chính là gì? Đây chính là con quái vật ớt. Con quái vật ớt nó phải phun lửa được. Trời ơi, ai ăn nhiều ớt quá đi, toilet sẽ tạo ra con quái vật này. Trời ơi, ai ăn vậy? Ai ăn ớt ra cái con này vậy? Bắn luôn. Các người đang ở đâu? Định chơi trò trốn tìm với ta à? Trời ơi, ghê quá Phong ơi. Ủa Phong ơi, bây giờ làm cách nào để thoát khỏi chỗ này? Tôi bắt đầu sợ cái toilet này nữa đó. Thấy ghê quá hả? Bây giờ á, mình muốn thoát khỏi chỗ này á là mình phải tiêu diệt được con quái vật này mới thoát khỏi đây được. Cái gì? Phải tiêu diệt được nó hả ta? Thôi, bây giờ ba tụi mình á không tiêu diệt được nó, cầm nó phun lửa. Người đâu? Người đâu? Bây giờ nó phun lửa kìa. Con quái vật này á là con quái vật được làm từ ớt. Mà đúng rồi. Mọi người nè, chúng ta ăn ớt, chúng ta cay thì chúng ta phải làm gì? Uống nước. Nó thì tôi cay tôi uống nước, uống sữa nè. Đó sao? Chúng ta sẽ phải sử dụng nước để dập tắt nó. Tôi quên. Quên nó là ớt mà chắc chắn nó cực kỳ sợ nước các bạn. Thường thường tôi ăn cay là tôi cứ uống nước vô đó, đã đỡ cay hoặc uống sữa. Đó, ok. Bây giờ cái hành sao bây giờ làm sao để đổ để nó tôi, bay đi á. Kế hoạch nè. Nó bay mà. Mình sẽ phải dụ nó tới đây hiểu không? Xong đầu mình sẽ đứng phía trên mình nhảy xuống mình đổ nước cho người đó. Hay dữ ta. Vậy thì bây giờ một người dụ, bây giờ một người dụ đi. Bây giờ tôi dụ cho mọi người để đứng tôi... trên cao nha. Ủa được không? Được không vậy? Bà đi. Sim đứng cao vô nha. Cho xuống nước nè. Rồi rồi đứng cao vô nha. Tôi dụ cho mọi người mà thất bại tôi bị ăn thịt luôn á. Rồi. Người ở đâu? Cao kêu quái xấu xí xấu như con mà. Má ơi là xấu như con trâu. Người xong với ta rồi. Ui nhanh mọi người ơi. Vô chuẩn bị. Cố lên ơi, anh chân giật chính ơi,
cố lên, gì chết là trời, em tính là em sẽ làm được mà. Trời ơi, em tính là em sẽ làm được mà. Wow, trời ơi, cuối cùng là cái hội bạn thân này cũng tiêu diệt được con quái vật rồi. Công nhận là cái phim này thiệt đó nha. Mà nhìn nhân vật trong phim cũng giống như những người mà mình biết nữa. Wow, phim thật thiệt. Cái gì mà kinh khủng khủng khiếp á bạn ơi, hóa ra trong cái toilet này không tầm thường hết trơn á bạn. Trời ơi, cái hầm bí mật gì đâu mà thấy mệt gần chết rồi, vô mà đánh quá trời quái vật vi khuẩn trong này mà gặp với trời ghê quá thôi. Rồi Simi uống nước nhiều quá, Simi xỉu rồi. Ủa mà trời ơi, ui Simi uống nước gì mà xỉu vậy? Còn hồi nãy gọi là gì ta, ngợp quá trời ơi, con quái vật kia may mà nó ăn tụi mình không, tụi mình rồi ở đó mãi mãi luôn. May tụi mình tiêu gì được các bạn ơi. Và như các bạn được thấy, và hôm nay tụi mình đã khám phá thành công hầm bí mật của hai ông nội này. Trời ơi, hầm bí mật trong toilet nha, trong toilet của Sammy Đào luôn nha. Trời ơi, tôi nói thật luôn, tôi sợ rồi, không dám nữa thôi. Bây giờ cái bí mật của hai người mà hai người giữ, tôi không dám khám phá rồi. Trời ơi, ghê quá rồi các bạn ơi. Ok, bạn nhìn video ngang này đó, các bạn thấy như nào, đừng quên comment video Sammy nghe. Và các bạn thấy cái hầm bí mật toilet của Kyron với Phong Cận có kinh dị không, có bờ rồi không, cũng đừng quên nha, chứ tôi thấy siêu kinh dị nha. Trời ơi, ghê quá. Thôi xin mời tôi bắt mỏ. Ôi xin mời đi về. Vô chi cho đã giờ chê rồi. Ghê quá. Thôi xin mời mình đi về. Xin mời tôi mình tạm biệt các bạn nha, tạm biệt mọi người ở clip sau. Bye bye. Ghê quá. Bye.